Kìa kìa là cái đá này, đứng lên. Đưa cầm lên luôn, cầm lên luôn. Đi sang bên kia kìa, phía sau kia mày. Cố cố đừng có xuống đó, sơ đập sau, bước lên đây kia, lên cho em tới rồi đó sau lắm. Máu tay luôn rồi nè. Sao chạy? Trời trời, tụi cái vườn đâu có chạy. Chơi chưa quá phải bắt đầu lại mới được. Được rồi, rồi, rồi. Rồi bơi gì nè. Rô đã biết bơi chưa? Nó bơi hai chân lắm á. Ôm một cái tay, ôm một cái bơi hai chân. Mai đợi em dậy rồi Mai. Đợi em dậy rồi Mai. Con để được. Con đi tắm biển mẹ. Đây tắm suối. Đi tắm suối mẹ. Đi vô dẫn em xuống được kìa. Tới đây. Rồi vậy Mai. Đó, cái chai nước không ba? Cái chai nước không? Nước gì? Chai nước. Để làm cái gì? Để con dành cái nước. Để bắt cá hả? Rồi, bắt cá. Cá này đâu có đâu. Đi tắm suối nướng cá ăn mực, heo rừng nướng. Vô. Lớp trưởng vô, lớp trưởng. Đây đây, mình xem. Khéo vô lớp trưởng không? Ừ, lớp trưởng á. Lớp trưởng lớp An Châu nè. Ừ. Trưởng hả? Học bên 5B, năm cấp B, B5 là lớp trưởng. Tay gỡ để lâu xong nó đắng quá. Bây giờ hả? Xem họ không đẹp gì vậy? Thay gỡ nó đánh cho... Em xây không à? Em xây nó đỡ hơn... Trời ơi, nó đắng là trong kia nó không có đắng đâu. Em nói không đấy ông ấy, em nói đấy không ông ấy không đánh rồi. Thầy cô ở đâu cũng vậy. Chào tất cả các bạn.
heo rừng nướng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.